Quản lý, nhanh lên nhanh lên. Chuyện gì thế ạ? Hai, anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giám đốc Quan của công ty Thành Nghệ muốn ký hợp đồng 20 năm với công ty chúng ta. Giành được hợp đồng này, về tay càng sớm càng tốt. Quản lý à, chính cô nói là sẽ về công ty làm trâu làm ngựa mà. Cơ hội đến rồi đó, cô đừng khiến tôi thất vọng. Mỹ Lệ à, mau lại tiếp chuyện với giám đốc Quan đi, đừng lạnh nhạt với người ta như thế. Giám đốc Quan, hai người nói chuyện đi nhé. Tôi ra ngoài trước đây. Quản lý, quản lý, quản. Đã nghe thấy lời quản lý cô nói chưa? Chỉ cần cô đồng ý hát thử, đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi, không chỉ có thể giải quyết được vấn đề của em gái cô, tôi còn thêm một điều, là ký hợp đồng với công ty các cô 20 năm. Hai bên cùng có lợi. Những người chỉ cần có chút đầu óc đã biết hợp đồng kinh doanh này có lợi biết bao nhiêu. Anh nhất định phải dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy sao? Lấy người nhà ra để ép tôi không thành, còn bức ép với công việc của tôi. Tôi đang bảo vệ công việc của cô mà. Chỉ cần báo đáp một chút cho công ty cô là cô không phải lo lắng chuyện thu âm sẽ ảnh hưởng tới công việc rồi bị đuổi việc. Anh uy hiếp tôi là được rồi, còn tìm sếp của tôi giúp đỡ. Như vậy không phải là anh ban ơn mà là đào hố. Không ngờ được là anh không chỉ lợi dụng người ta trong lúc khó khăn mà còn đê tiện vô liêm sỉ. Khương Mỹ Lệ, Khương Mỹ Lệ, Khương Mỹ Lệ, chút của anh muốn làm gì? Đừng có bám theo tôi. Được, tôi bám theo đến chết. Cô nên cảm thấy hạnh phúc. Được, cô rốt cuộc muốn sao mới gật đầu đồng ý đây? Tôi có đầu thai thêm lần nữa cũng sẽ không đồng ý với anh. Khương Mỹ Lệ, tôi đã có thành ý đến như vậy mà cô còn phủ với tôi. Được rồi, cô cứ nói. Còn là mặt quỷ. Khương Mỹ Lệ. Được, xem ai kiên nhẫn hơn ai. Tôi nhất định sẽ hết sức bày tỏ thành ý của tôi đến lúc cô gật đầu đồng ý mới thôi. Phiền phức thật. Được rồi, không vấn đề gì. Anh đợi một lát, tôi sẽ chuyển máy cho anh ngay. Giám đốc, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh không? Chị Sasha. Giám đốc, anh khách sáo quá rồi. Gọi Sasha là được rồi. Khương Mỹ Lệ, cô gái thường gửi chuyện phát nhanh cho công ty chúng ta. Rất thân thiết với cô đúng không? Cũng tạm. Tôi biết tình cảm giữa hai người cũng khá tốt. Lần trước nếu không phải cô tiết lộ tin tức cho cô ấy thì cô ấy sẽ không biết mà tới công viên tìm tôi. Không phải, giám đốc, thật ra lần đó, yên tâm, tôi không hề có ý gì khác. Tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi. Giúp gì ạ? À? Giúp tôi phân tích một chút cái cô gái Khương Mỹ Lệ này. Cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Là người khó trị, khó tiếp cận nhất trong những người tôi từng gặp trên thế giới này đấy. Thật sự tôi không tài nào hiểu được vì sao quan hệ giữa cô và cô ta lại tốt đến vậy. Đầu óc của cô ta có vấn đề không? Sao không thấy cô ta dùng nó để suy nghĩ mà cứ đi xuyên tạc ý của người khác? Sao giám đốc, Khương Mỹ Lệ mạnh quen và người mà tôi quen hình như có gì đó khang khác. Vậy sao? Được, vậy cô nói cho tôi biết làm sao để thuyết phục cô ta, để có thể thay đổi cô ta, cái con người ngoan cố đến quá đá như cô ta. Tôi cảm thấy Khương Mỹ Lệ thích mềm mại chứ không phải cứng rắn. Cho nên giám đốc, nếu anh có thể nhún nhường. Tôi nhún nhường rồi. Thêm một chút tâm bình khí hòa. Hơn nữa, nói một vài câu dễ nghe, có chính hướng, thấu hiểu tâm lý người khác. Tôi tin rằng Khương Mỹ Lệ nhất định có thể. Giám đốc, nhận lời rồi à? Nhận lời cái gì? Cô Ung Tuyền đã nhận lời hát, vẫn không nỡ biệt ly rồi. Sao cậu biết? Bây giờ toàn Trung Quốc có 200 triệu người biết việc này. Hôm nay cô Ung và Từ Nhược Lâm đi ghi hình trong chương trình. Từ Nhược Lâm tuyên bố cô sẽ trở lại và sẽ cùng quấy xong ca bài hát vẫn không nở biệt ly. Cậu nói cái gì?
Từ Nhật Lâm tuyên bố Song Ca cùng Uông Tuyền. Đúng thế, bây giờ tin tức này đã đầy trên mạng rồi. Cư dân mạng thì bình luận náo nhiệt. Giám đốc, chúng ta có cần phải phát tin tức không? Em có thể giúp anh thuyết phục mẹ em Song Ca cùng em. Bài hát chủ đề trong album mới của em dùng bài hát Song Ca mẹ con này. Tôi phải ra ngoài một lát. Có chuyện gì, đợi tôi trở về sẽ xử lý sao? Giám đốc. Kỳ lạ, tôi cảm thấy giám đốc của chúng ta tâm tình không được tốt. Lẽ nào sao hai đại thiên hậu cùng Song Ca không tốt hay sao chứ? Không phải, không phải. Tôi cảm thấy giám đốc phản ứng như thế này nhất định là có vấn đề gì rồi. Anh ở đây đợi một lát, cô ấy sẽ đến ngay. Được, cảm ơn. Anh tìm em là cô muốn tôi đến tìm cô mà, không phải sao? Cô biết rõ tôi vẫn chưa quyết định lựa chọn ca sĩ nào sẽ Song Ca, để tự ý tuyên bố mọi chuyện. Cô tưởng rằng cô làm như vậy có thể ép tôi lùi bước sao? Tôi nói cho cô biết, cô không uy hiếp được tôi đâu. Đến lúc đó chính miệng tôi sẽ nói với cô Uông, việc Song Ca sẽ bị hủy bỏ, tôi cũng sẽ xem như chưa từng viết bài hát này. Cho nên đó là lý do anh bỏ công chạy đến nhà em sao? Anh cố ý qua mặt em, nói với mẹ em khiến em phải từ bỏ. Anh không thấy hổ thẹn với danh hiệu Đại Ma Dương của anh sao? Anh vẫn lạnh lùng như thế. Cách anh từ chối người khác lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy. Kẻ tàn nhẫn là cô, không phải tôi. Đừng ép tôi phải nhắc lại chuyện một năm trước thêm lần nào nữa. Tôi biết anh muốn để Khương Mỹ Lệ hát, nhưng cô ấy lại từ chối anh rồi. Vì sao lại cố chấp như vậy? Cứ phải là cô ấy mới được. Anh làm vậy để chọc giận em sao? Hay là trong lòng anh cảm thấy em không đáng? Cô đừng kéo hai chuyện không liên quan gì lại với nhau. Vậy tại sao chúng ta đã hợp tác một album rồi sau đó anh lại không muốn làm người sản xuất cho em nữa? Vẫn muốn tôi nói thêm một lần nữa sao? Lúc đó tôi đã nói với cô rồi, tôi từ chối làm người sản xuất của cô là vì tốt cho cô. Cô cần người sản xuất mới để tạo nên một phong cách mới. Nói nghe hay ghê nhỉ? Trong xe của anh chưa bao giờ đặt một cuối album nào của em cả. Ngay cả khi trên radio vừa phát nhạc là lập tức đổi kênh ngay. Anh chẳng khác gì mẹ em. Các người, một người nói hy vọng cùng em hợp tác, người kia thì nói muốn phong cách mới. Trong lòng các người đều thấy em không đủ tư cách. Phát triển ở Hollywood cuối cùng chỉ được lên hình 2 giây rưỡi. Hợp đồng quảng cáo cũng không ký tiếp với em. Đến đĩa nhạc cũng chậm trễ không thể phát hành. Tất cả mọi người đều muốn đợi mà xem. Từ Nhật Lâm em trở thành thiên hậu hết thời. Bây giờ người có thể giúp em chỉ còn lại mẹ em và anh thôi. Mẹ em đã không giúp em rồi, đến cả anh cũng vậy sao? Đến cuối cùng cô cũng không hiểu tôi, không hiểu được sự cố chấp của tôi đối với âm nhạc. Trong mắt tôi, âm nhạc không có sự thỏa hiệp, chỉ có biểu hiện hoàn mỹ. Trước đây nó không phải là phương thức để chứng minh tình yêu, còn bây giờ nó càng không phải là thứ để đổi lấy lòng người. Đủ rồi. Nếu anh không muốn giúp em thì anh cũng không cần giải đời em. Anh đi đi. Cứ coi như đây là báo ứng vì đã dứt bỏ tình yêu của chúng ta. Ở trước mặt bố tôi, bà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ mẹ hiền. Tôi luôn miệng nói xem tôi như con gái ruột. Bà để tay lên ngực rồi tự hỏi bà có thật sự xem tôi là con gái ruột không? Thậm chí chỉ hát chung với tôi một bài mà bà cũng không đồng ý. Tất cả mọi người đều đợi xem Từ Nhật Lâm em trở thành thiên hậu hết thời. Bây giờ người có thể giúp em chỉ còn lại mẹ và anh thôi. Mẹ em đã không giúp em rồi, đến cả anh cũng vậy sao? Cảm ơn. Đừng đột đến tìm cậu như vậy, đã làm phiền cậu rồi. Không đâu ạ, cô Uông khách sáo quá rồi.
Ngày đó Nhược Lâm chưa được sự đồng ý của cậu, đã tuyên bố trên chương trình chuyện chúng tôi xong ca. Tôi biết cậu rất tức giận. Tôi thay mặt Nhược Lâm nói một tiếng xin lỗi với cậu. Cháu biết chuyện này không liên quan gì tới cô Ung, chỉ là Nhược Lâm tự mình quyết định mà thôi. Nếu như nói đây cũng là cách nghĩ của tôi, tôi hy vọng có thể cùng với Nhược Lâm song ca, vẫn không nỡ ly biệt. Không biết là giám đốc Quang có thể đồng ý không? Cô Ung, cháu từng làm album cho Nhược Lâm. Đối với giọng hát và điều kiện của cô ấy, cháu vô cùng hiểu rõ. Cô ấy không thích hợp hát ca khúc này. Thẳng thắn mà nói, cháu đã tìm được một giọng hát có thể phối hợp được với cô Ung. Mặc dù là người mới nhưng vô cùng có tiềm năng. Thành ý của giám đốc Quang vì giới ca hát mà đào tạo người mới, tôi rất bội phục. Nhưng cách nghĩ của tôi cũng hy vọng giám đốc Quang có thể hiểu cho. 20 năm nay tôi đã từ chối tất cả mọi lời mời, nhưng chỉ đồng ý nhận bài hát này hoàn toàn đều là vì Nhược Lâm. Nếu sự nghiệp ca hát của Nhược Lâm thực sự đang gặp nguy khốn giống như những gì con bé nói, vậy thì người làm mẹ này càng không thể thiếu, càng phải có trách nhiệm làm một điều gì đó vì con bé. Cháu hiểu ý của cô Ung, nhưng cô Ung này, cô đã từng hát rất nhiều ca khúc nên nhất định hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Một bài hát nhất định phải tìm ra một chủ nhân phù hợp với nó mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Có thể mong cô nghe thử trước giọng hát này rồi sau đó mới quyết định không? Tôi thấy không cần thiết phải như vậy. Nếu như giám đốc Quang vẫn kiên quyết không để Nhược Lâm hát, vậy cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Cô Ung, cháu đồng ý với cô sẽ cho Nhược Lâm cơ hội để cô ấy hát thử. Cảm ơn cậu. Nhưng cháu cũng hy vọng cô có thể cho cháu một cơ hội nghe thử giọng hát này trước rồi mới quyết định. Cháu có thể nắm chắc rằng chỉ cần cô nghe thấy giọng hát này, cô nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ. Được, tôi có thể đồng ý điều kiện này của cậu, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ thay đổi ý định. Chương trình này vẫn còn phát sóng. Bạn đã nhận được điện thoại của chủ tịch Lý, ông ấy gọi đến chúc mừng. Em nói xem, hai mẹ con em định khi nào đã quyết định hát chung ca khúc này vậy? Tại sao giấu luôn cả anh vậy? Gần đến chương trình mới quyết định mà. Anh cứ xem như là một sự ngạc nhiên đi. Nhược Lâm mà, con quách thật đó. Con biết không, mấy năm nay bất kể bố có xin mẹ con thế nào, bà ấy cũng không chịu hát. Không ngờ lần này vì con, cuối cùng bà ấy cũng chịu cất giọng vàng lên rồi. Xem ra anh được hưởng lợi từ con gái rồi. Anh đừng có nói vậy, em sẽ ngại đó. Mười mấy năm nay em không ca hát gì rồi, ngộ nhỡ hát không tốt, em sợ sẽ liên lụy tới Nhược Lâm. Lúc này công ty lại gọi điện đến. Trung Minh, nói đi. Cậu đợi một lát. Hai mẹ con ăn đi, không cần đợi anh. Thực ra lúc nãy bà nên vạch trần tôi trước mặt bố mới đúng. Dù sao trước sau gì ông ấy cũng sẽ biết. Bà làm thế này chỉ là giày vò tôi mà thôi. Tôi sẽ không cảm ơn bà đâu. Hôm nay mẹ đã tìm gặp Quang Nghị rồi. Sao? Hai người còn muốn liên kết lại với nhau lên án tôi sao? Mẹ nói với cậu ấy, mẹ bằng lòng hát ca khúc đó, nhưng đối tượng hát chung nhất định phải là con. Cậu ấy đồng ý rồi. Sau này mong con chỉ bảo nhiều hơn. Tại sao vậy? Điều gì đã khiến bà thay đổi ý vậy? Mẹ đã nghĩ rất lâu rồi. Nếu như có một ngày mẹ phải bước vào lại giới ca sĩ, ngoài việc hát chung với con gái mình ra, mẹ không tìm được lý do thứ hai nữa.
con nữa. Mẹ muốn nói lời xin lỗi với con. Ngày hôm đó mẹ không nên đánh con. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Không có người mẹ nào vì đánh con gái của mình mà nói xin lỗi cả. Được rồi, được rồi. Chúng ta không nói những chuyện không vui nữa nhé. Chúng ta ăn cơm thôi. Nào, ăn cơm đi. Trứng chiên xong rồi đây. Mẹ để con giúp cho. Mẹ nói chứ. Sao mẹ thấy hôm nay có hơi kỳ kỳ? Vì tiểu thư nhà chúng ta hôm nay không luyện giọng vào sáng sớm nữa, mà lại chạy đi đọc sách. Còn cả bộ đồ này nữa là sao? Đúng là gọn gàng chỉnh tề mà. Mẹ thấy có chút không quen đó. Thân là học sinh ngoan ngoãn, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề là lễ nghĩa cơ bản. Chăm chỉ đọc sách là nghĩa vụ phải có. Khi nãy con tiện tay xem một ít thì phát hiện ra tiếng Pháp cũng không đơn giản lắm. Còn xem cả tiếng Pháp à? Con gái, con sắp thành ngôi sao nổi tiếng rồi. Lo mà luyện giọng đi. Xem sách làm gì cho lãng phí thời gian chứ. Bố mẹ chưa nghe qua sao? Khí chất là thứ tu dưỡng tốt nhất. Con đây là đang tu dưỡng bản thân. Hơn nữa, biến số làm ngôi sao rất nhiều đó. Con phải tự trau dồi bản thân mình hơn chứ. Bố nó, cái công ty thành nghệ này đúng là hay thật đó. Ông nói con chúng ta mới đi có mấy ngày đã trở nên khôn khéo như vậy. Nếu biết thế này, tôi đã cho nó ký hợp đồng từ lâu rồi, để khỏi phải ở nhà làm tôi lo lắng như vậy. Con ăn no rồi, con ra ngoài đây. Ăn xong rồi sao? Đừng quên mang cơm hộp theo. Còn cả trà sữa của con nữa. Con đi đây. Mỹ Nghiên, đừng xem sách nữa. Mẹ biết con ngoan rồi. Nào, ăn trứng gà đi. Dạ. Dì Trương, cẩn thận. Thật không ngờ rằng Uông Tuyền sẽ quay trở lại. Đúng thế. Lần trở lại này ai cũng bàn tán hết đó. Ngay cả sạp báo này của dì cũng thu về không ít. Thật vậy sao? Nếu rảnh bùm sớm hơn một chút, có thể mình sẽ mua nó. Tiếc là bây giờ trong người không có tiền, chỉ có thể nghe mọi người hát vậy. Mỹ Lệ à, dì đã muốn nói với con từ lâu là dì luôn cảm thấy con với Uông Tuyền có chút gì đó rất giống nhau đó. Con giống Uông Tuyền? Dì hồ đồ rồi. Không tin, tự con xem đi. Đôi mắt hai người giống hệt nhau, như đúc ra từ một khuôn. Dì xem, Từ Nhược Lâm với Uông Tuyền mới giống nhau, đều cười đẹp thế kia. Dì Trương, dì nói như vậy có phải là lừa con muốn mua tạp chí này không? Đúng, bị phát hiện rồi. Thật kỳ. Lại là mẫu quảng cáo này. Thông báo tìm người. Anh Tôn này rốt cuộc là ai mà lại quan trọng như vậy? Lại có người tìm anh ta 20 năm trời. Mẹ, bài hát mẫu của giám đốc Quan chúng ta cùng nhau nghe được không? Được thôi. Mẹ hát trước, con sẽ hát đoạn 2. Thank you.
Ung Tuyền, chuyện gì thế? Không có gì, em chỉ muốn anh về nhà sớm một chút thôi. Em nấu cho anh món canh xương với khoai mà anh thích nhất, bây giờ đang hầm đấy. Anh đang trên đường về đây. Thật sao? Được, vậy em đợi anh. Nhược Lâm, tối nay con có dậy ăn cơm không? Không đâu, con còn có gì. Mẹ, hai hôm nay con đều rảnh. Mẹ có muốn cùng con đến phòng tắm hơi không? Lâu rồi con chưa đến đó. Được chứ, được chứ. Mẹ lúc nào cũng có thời gian cả. Món canh mẹ đang nấu, mẹ sẽ để lại cho con nhé. Tối về nếu con muốn ăn thì hâm nóng lại một chút là được rồi. Được, con biết rồi. Có lẽ ông còn nhớ tôi là ai chứ? Tôi có việc gấp, muốn gặp mặt ông. Tôi xin lỗi. Không sao, không sao. Cô Uông, tôi tìm được Tôn Cẩm Thịnh rồi. Thật không? Mặc dù là tấm ảnh từ hơn 20 năm trước, nhưng tôi chắc chắn là ông ta không sai đâu. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Anh mau đưa địa chỉ cho tôi đi, tôi lập tức đến đó liền. Chủ tịch Từ, ông làm gì vẫn rất cẩn trọng như vậy? Vừa rồi ông không muốn theo tôi vào trong phòng nói chuyện, lại lên sân thượng thế này, là sợ tôi ở trong phòng dở trò ghi âm lời ông nói. Thế này ông có thể yên tâm rồi. Nếu như vẫn không tin tôi, ông có thể qua đây để lục soát người tôi. Cẩm Thịnh, tôi nhớ nhiều năm trước chúng ta có một giao ước, đời này không gặp lại. Tại sao lại đến đòi gặp mặt tôi? Nhu Nhu, chủ tịch Từ, không phải ông muốn tôi đừng liên lạc với ông à? Đã đưa đứa trẻ đó đi chưa? Vẫn chưa đưa đi. Xin lỗi tổng giám đốc Từ, là tôi hồ đồ quá, tôi đáng chết. Tôi bị lạc mất Nhu Nhu rồi. Tổng giám đốc Từ, tôi có lỗi với Uông Tuyền. Không có gì phải xin lỗi cả. Mất rồi thì thôi. Xem ra đó là ý trời. Nếu đã là ý trời, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải làm. Dù sao thì cô ấy cũng đưa đứa bé cho người khác nuôi rồi. Tôn Cẩm Thịnh, tôi nói cậu nghe, bây giờ người Uông Tuyền muốn gặp nhất chính là cậu. Bởi vì cô ấy cảm thấy khi gặp cậu thì có thể tìm được đứa trẻ. Vì thế bất luận thế nào, cậu cũng không được nhận điện thoại của ấy, hiểu không? Tôi biết rồi, nhưng cô ấy nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Lát nữa chúng tôi rời khỏi ga tàu, cô ấy nhất định sẽ tới nhà tìm cậu. Vì thế cậu lập tức trở về, dọn dẹp đồ đạc rồi đi đi. Cậu phải để Uông Tuyền nghĩ rằng cậu thật sự đã đưa đứa bé cho người khác rồi. Cậu phải trốn cô ấy. Nhưng mà tổng giám đốc Từ, việc này không nhân nhị gì cả. Tôn Cẩm Thịnh, tiền cậu cần tôi đã bảo Trung Minh chuyển vào tài khoản cho cậu rồi. Cậu nhớ rằng bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi không quen biết cậu, cậu cũng không quen biết tôi. Cậu vĩnh viễn không được liên lạc với Uông Tuyền, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Năm đó ông rõ ràng biết rằng Uông Tuyền có một đứa con riêng, nhưng ông vẫn im lặng, âm thầm đến tìm tôi, bảo tôi khuyên Uông Tuyền từ bỏ con của cô ấy để kết hôn với ông. Tôi cảm thấy làm như thế đối với cả tôi và Uông Tuyền đều là chuyện tốt. Vì thế tôi đã nghe theo lời của ông, khuyên Uông Tuyền bỏ rơi con của em ấy.
Ông có biết không, mấy năm nay mỗi khi tôi nhớ tới chuyện này đều cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại em ấy nữa. Cậu Lý, nhanh lên. Tôn Cẩm Thịnh, ông không cần dùng chiêu mèo khóc chuột giả từ bi với tôi đâu. Có chuyện gì thì nói thẳng ra. Nói đi. Tôi muốn 2 triệu. Lúc trước tôi đã cho ông rồi. Tiền đó đã hết sạch rồi. Tôi cần tiền. Nếu ông không cho tôi số tiền này, tôi sẽ đến xin Uông Tuyền. Ông dám? Tôi đã không còn gì nữa rồi, nên giờ tôi cũng chẳng quan tâm dám hay không dám. Sao Thiên Hạ không nghe điện thoại chứ? Cô Uông, anh Tôn có ở đây không? Ông ấy lên phòng 8518 rồi. Có cần tôi lên đó với cô không? Không cần, tự tôi tìm anh ấy là được rồi. Tiền công của cậu sau khi xong tôi sẽ thanh toán, cậu yên tâm. Uông Tuyền đây, anh mở cửa ra đi. Anh Tôn, em biết anh đang ở trong đó. Anh Tôn, anh Tôn, sao anh không ra mở cửa? Em đã tìm anh 20 năm rồi, anh biết không? 20 năm nay em dùng tất cả mọi cách để liên lạc với anh, nhưng từ đó đến nay anh đều bật vô âm tính. Anh Tôn, anh Tôn, anh mở cửa đi. Anh có biết 20 năm nay em tìm anh khổ cực lắm không? Anh Tôn, anh Tôn, sao anh không mở cửa? Tại sao? Khương Mỹ Lệ, lại là anh à? Đã mấy ngày rồi anh vẫn không chịu từ bỏ à? Rõ ràng cô biết tôi sẽ không từ bỏ, thì cô sống chết không chịu hát bài hát của tôi. Đúng, tôi không hát. Khương Mỹ Lệ, tôi vẫn chưa nói xong mà. Ca khúc vẫn không nở biệt ly của tôi. Cô Uông đã đồng ý cho tôi một cơ hội. Một cơ hội? Ai muốn hát thì để người đó hát, không cần phải cho tôi cơ hội. Anh Quang, bây giờ tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của mình thôi. Tôi không có rảnh để nằm mơ giữa ban ngày với anh đâu. Cho tôi một phút, sau khi cô nghe xong chắc chắn tới phòng thu với tôi ngay. Tò mò rồi chứ gì, muốn nghe rồi nhỉ? Tôi muốn nói với anh là tôi phải đi giao chuyện phát nhanh đây, đừng theo tôi nữa, nghe chưa hả? 8526 lầu 5. Sao anh có thể nhìn lén thông tin khách hàng chứ? Đây là hành vi xâm phạm thông tin cá nhân. Tôi nhớ là cô không dám đi thang máy. Được rồi, vậy cô cứ leo thong thả, đợi cô trên đó. Anh, bye bye. Không, phải là lát nữa gặp lại. Tức chết đi được. Yên tâm, tôi sẽ không cản trở công việc của cô đâu. Tôi đợi cô. Tôi thật sự chưa từng gặp người ngoan cố như anh. Đừng tưởng cứ lẻo đẻo theo tôi thì tôi sẽ đồng ý. Nói cho anh biết tôi không vậy đâu. Hình như đúng là Uông Tuyền. Lẽ nào là Quan Nghị nhờ cô ấy đến khuyên mình? Cô sao vậy ạ? Cháu là... Lần trước cháu nhặt được sợi dây chuyền của cô. Cô còn lấy son môi ký lên túi sách của cháu nữa đó. Chắc là cô không nhớ đâu nhỉ? Nhưng cô còn tặng cây son đó cho cháu nữa. Lúc nào cháu cũng đem nó theo hết.
Cậu nhìn kìa, ai vậy? Nhìn mặt quen lắm. Đúng đó, có phải là ngôi sao nổi tiếng không? Không biết, nhìn không rõ. Cảm ơn cháu. Cháu có thể giúp được gì cho cô không? Không cần đâu, cô chỉ đang đợi một người bạn thôi. Vậy cháu đi giao hàng đây, ở ngay phía trước luôn. Tặng cô cái này. Cảm ơn cháu. Chủ tịch Từ yên tâm, chỉ cần tôi xác nhận số tiền đó đã được chuyển vào tài khoản của tôi sẽ biến mất ngay. Chắc chắn sẽ không liên lạc với ông nữa. Tôi nhớ 20 năm trước ông cũng từng nói câu này rồi. Nhưng lần này tôi vẫn hy vọng ông có thể giữ đúng lời hứa. Nếu không, tôi đảm bảo ông sẽ không có thêm 20 năm nào nữa đâu. Ông yên tâm, tôi đảm bảo. Chủ tịch Từ, mời qua bên này. Phòng của tôi ở ngay phía trước thôi, quẹo cái là đến liền. Anh Tôn, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Anh Tôn, anh Tôn, anh Tôn. Ôn Tuyền, em rốt cuộc em tìm được anh rồi. Ôn Tuyền, sao em xem lại ở đây? Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhau. Anh Tô, em muốn hỏi anh. Ôn Tuyền, em xem đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không thay đổi gì cả. Mấy năm nay em sống có tốt không? Anh Tô, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Nhu Nhu đang ở đâu? Nhu Nhu, em muốn gặp nó. Anh đưa em đi tìm con bé đi. Được, giờ em bình tĩnh đã. Có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Được rồi, ở phía trước đó. Nào nào nào, bên này. Quá ra ông ấy chính là bạn của cô Uông à. Cô quen ông ta à? Không quen. Anh Tôn, anh mau nói cho em biết, rốt cuộc Nhu Nhu đang ở đâu? Con bé sống có tốt không? Có còn nhớ người mẹ này không? Ban đầu chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Vấn đề này em đừng truy hỏi nữa. Hai mẹ con em phải cắt đứt dứt khoát. Anh Tôn, thật ra Thiên Hào đã biết em có con gái riêng từ lâu. Hôm làm lễ em cũng chẳng giấu giếm anh ấy nữa. Anh ấy còn nói với em, anh ấy bằng lòng chấp nhận con gái em. Thậm chí anh ấy còn nói, sao em không nói cho anh ấy biết sớm, để anh ấy sắp xếp. Thật ra năm đó những tính toán của chúng ta chỉ là dư thừa thôi. Thiên Hào không phải là người đàn ông nhỏ nhen. Anh ấy thật lòng yêu em, bằng lòng chấp nhận mọi thứ của em. Uông Tuyền, anh Tôn của em cũng thật lòng muốn tốt cho mẹ con em, nên mới làm như vậy. Anh Tôn, anh hiểu lầm rồi. Em không có ý trách cứ anh. Em chỉ muốn gặp lại Nhu Nhu lần nữa thôi, để có cơ hội bù đắp cho con bé. Anh mau nói cho em biết đi, rốt cuộc Nhu Nhu đang ở đâu? Chuyện này em muốn anh phải nói sao đây? Anh Tôn, em không hiểu gì hết. Rốt cuộc anh đang lo lắng chuyện gì? Nhu Nhu đang ở đâu anh biết rõ hơn ai hết mà. Nhưng sao anh lại không chịu nói cho em biết chứ? Anh có biết em đợi ngày này đã đợi suốt hơn 20 năm rồi không? Em không muốn đợi nữa. Em không muốn đợi nữa. Em chịu không nổi. Nói cho em biết đi. Ôn Tuyền, em đừng xúc động được không? Được, anh nói cho em biết. Nhu Nhu sao rồi? Nhưng em phải chuẩn bị kỹ. Mau, con bé làm sao? Nhu Nhu, con bé. Nhu Nhu, con bé làm sao? Này cô Khương, rốt cuộc anh muốn theo tôi tới khi nào hả? Thế thì phải xem chừng nào cô đồng ý vào phòng thu thôi. Con người cô chẳng phải chịu mềm không chịu cứng sao? Mềm mỏng quanh đây đó à? Anh như vậy là đang cứng có biết không? Tôi có cứng đâu. Anh có.
Nói chung anh đừng có theo tôi nữa. Nếu còn theo nữa thì ra đồn công an gặp. Vậy càng tốt. Chúng ta có thể ngồi thật thoải mái ở đồn công an bàn chuyện bài hát kia. Đúng là muốn điên luôn rồi. Đại giám đốc Quan, chẳng lẽ anh không có chuyện quan trọng khác phải làm hả? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa gặp ai mặt dày trơ trơ ép người ta hát như anh. Tránh đường. Tôi tông anh bây giờ. Tránh đường. Nhung Nhung là ai nhỉ? Khiến Uông Tuyền tìm cô ấy như vậy. Chuyện của mình còn lo chưa xong, thời gian đâu còn lo chuyện người khác chứ. Dĩ Phong. Alo, Dĩ Phong. Mỹ Lệ, bây giờ em qua tiệm thuốc trung y được không? Anh có chuyện có muốn nói với em. Vâng, biết rồi ạ. Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ nghĩ cách mà. Khương Mỹ Nghiên, có phải em đang nhiều chuyện không? Nhưng thật tình là tụi mình không có tiền nhiều đến vậy cơ mà. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, em khoan nóng vội. Chuyện này anh thấy Mỹ Nghiên nói đúng. Tiền bồi thường 300 ngàn, sao mà em trả nổi chứ? Thế này đi, sáng mai đợi ngân hàng vừa mở cửa, anh gửi số tiết kiệm của anh đi. Anh gửi 200 ngàn sang tài khoản của em trước. Sao làm vậy được? Đó là tiền anh vất vả dành dụm để lấy vợ mà. Dù sao anh cũng chưa muốn kết hôn. Em cần gấp thì em cứ lấy dùng trước đi. Giải quyết xong chuyện của em rồi tính sao. Chị, lần này chị nghe lệnh Dĩ Phong đi. Đừng phụ lòng tốt của anh ấy mà. Em im miệng. Dĩ Phong, em rất cảm ơn anh muốn giúp đỡ tụi em. Nhưng mà số tiền này không hề ít. Em sợ là em không thể mau chóng trả cho anh được. Vậy cứ từ từ trả. Dù sao cũng không gấp. Em cứ lo chuyện tiền nông cấp bách này của em đi đã. Chuyện khác sao hãy tính. Cứ vậy đi nha. Vậy được. Cảm ơn nha. Em còn chưa đi? Còn sợ phiền phức của em chưa đủ lớn nữa hả? Cứu em. Mỹ Lệ, em đừng trách Mỹ Nghiên. Em ấy thật lòng suy nghĩ cho em đó. Em biết mà. Đi thôi. Chị, ngày mai sau khi anh Dĩ Phong gửi 200 ngàn đến, cộng thêm 85 ngàn của chị là tụi mình có 285 ngàn rồi. Vậy chỉ thiếu 15 ngàn thôi. Chị, chị à, chị giận thật rồi à. Em chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà. Muốn giúp đỡ thì có thể lợi dụng người khác ngay, thì không từ thủ đoạn à. Xem ra chuyện làm trái lời hứa này không hề khiến em nhận được bài học nào hết. Là anh Dĩ Phong, rõ ràng em biết Dĩ Phong luôn có tình cảm với em, liền kiếm lợi lợi dụng anh ấy. Là anh Dĩ Phong một mực phải cho em mượn mà. Em mở miệng nói với anh ấy chuyện này, không phải hy vọng anh ấy cho em mượn à. Mỹ Nghiên, chúng ta làm người phải có lương tâm. 200 ngàn không phải là con số nhỏ. Chỉ trong vài năm ít ỏi, hoàn toàn không trả nổi. Sao mà cãi nhau rồi? Em lợi dụng anh ấy thích em để anh ấy gửi tiền cho tụi mình. Nếu như tương lai không trả nổi thì phải làm sao? Chẳng lẽ em phải lấy anh ấy à? Anh ấy có kêu em lấy anh ấy đâu. Tới bây giờ em vẫn còn nói chuyện kiểu này à? Khương Mỹ Nghiên, em có thấy bản thân quá đáng lắm không? Ngày mai chị đến công ty, nói với giám đốc xem ông ấy có thể cho mình mượn bao nhiêu. Nói chung phải trả trước tiền bồi thường 300 ngàn nợ Thành Nghệ rồi nói sao. Cái gì? Mỹ Nghiên, con nợ người ta 300 ngàn hả? Bố, sao bố lại nghe lén tụi con nói chuyện chứ? Cái này không quan trọng. Tiền bồi thường 300 ngàn rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau. Chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ con biết. Nếu bà ấy biết thì Mỹ Nghiên chết chắc. Bố phải cẩn thận, đừng nói đấy. Sao bố lại nói chứ? Mấu chốt là con. Con không nói đâu. Bây giờ con phải làm sao? Con nhìn mặt con kìa, dễ mặt mếu khóc tới nơi. Vậy phải làm sao đây? Con đó, bình tĩnh.
Được rồi. Nhìn này, thịt bò sao? Thơm phức này. Thức ăn hôm nay vốn dĩ đã đủ. Ở cửa chợ thấy có cá tươi còn bơi này, vừa thấy đồ tươi nhìn không nổi nên mua luôn. Sao thế? Chỉ ăn cơm thôi, thức ăn không ngon à? Chuyện gì thế này? Bà bố có ăn ý đến vậy? Mẹ, mẹ cực khổ rồi. Ăn cá nhiều nhiều nha. Đúng rồi. Mẹ, ăn nhiều rau cải nha. Bình ổn huyết áp. Phải, ăn nhiều thịt chút nữa. Ăn được bữa trước không có bữa sau. Hả, ông nói gì? Ý tôi là thịt bò đắt lắm, nhà mình phải tiết kiệm chút. Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ. Ông đó, xót tiền phải không? Thịt bò này có đắt chút, nhưng mà dạo này Mỹ Nghiên nhảy múa suốt ngày, tiêu hao sức lực dữ lắm. Em muốn mua ít thứ cho con bé, bồi bổ sức khỏe. Hơn nữa không phải ba bố con nói rồi sao? Sau này Mỹ Nghiên làm ngôi sao lớn. Nếu như có ngày thực sự nổi tiếng, kiếm được tiền về, thì thịt bò này... Tay con hơi mỏi, đừng lo cho con. Không sao, không sao. Lại sao vậy? Tôi quên mất một chuyện. Tối nay tôi có nhận một ca làm tối, tôi phải đi làm rồi. Tôi đi nhé. Bố có đi đâu thế? Hơi muộn rồi, muộn rồi. Ủa đừng đi mà. Ông nó, bây giờ không phải ông không nhận ca tối nữa à? Sao ông lại đi nữa? Chỉ là bỗng dưng tôi cảm thấy cuộc đời không thể trôi qua trong mờ mịt hoang mang được. Tôi có hai đứa con gái, tôi phải kiếm tiền cho hai đứa nó chứ. Nếu không sau này hai đứa mãi mê làm việc thì lúc đó sẽ vất vả lắm rồi. Tôi đi nhé.